Sau khi đã lắng nghe và suy tư, tôi đề nghị có 4 cái lưu ý như sau. Thứ nhất, chúng ta đã nghe cha Thomas Aquino khẳng định dựa vào giáo luật, tất cả những tài sản đều thuộc về quyền quản lý của giáo hội, chứ giáo hội nói chung. Có những tài sản thuộc quyền quản lý của tòa thánh, còn những tài sản của địa phận thì thuộc về quyền quản lý của giám mục giáo phận. Đây là một điều quan trọng. Từ cái định nghĩa đó, từ cái quy định đó, thì chúng ta lưu ý một điều thế này. Những ai đã dâng đất cho nhà thờ, những ai đã công đức tiền để làm tượng đài, những ai đã dâng nhà dâng cửa không có quyền đòi lại, bởi vì đó là tài sản của giáo hội, không còn phải là tài sản cá nhân nữa. Tôi nói điều này bởi vì trong giáo phận chúng ta có một nơi kia, có một gia đình đã dâng khoảng 100 mét đất từ hơn 10 năm nay. Mảnh đất ấy đã được xây lại và bây giờ là sân của nhà sứ, ngay từ bậc nhà sứ bước xuống. Không hiểu có mâu thuẫn gì, bây giờ gia đình đòi lại đất đấy. Chúng tôi đưa ra nguyên tắc của giáo phận. Điều này được ghi trong luật chung Directorium của địa phận Hà Nội năm 1941 là những gì đã dâng cho giáo hội thì không được phép đòi lại, viện cớ rằng cha xứ và giáo dân không biết ơn. Ghi rất là rõ trong luật chung của địa phận năm 1941. Vậy tôi nói với cha tổng đại diện về để nói với họ rằng tôi đã xem cái văn bản ký kết dâng đất thì hơn 10 năm nay, và giáo xứ đã sử dụng gần 100 mét đất đấy rồi. Khi cha tổng đại diện truyền đạt lại ý tưởng đó thì gia đình nói rằng, nhưng mà chỉ có một người vợ ký thôi, chứ chồng với con là không ký. Nhưng mà điều lập luận ấy là vô nghĩa, bởi vì chúng tôi đã xây tường bao, nó thuộc về nhà xứ hơn 10 năm nay. Nếu mà ông là chồng hay con không đồng ý thì phải nói từ hơn 10 năm nay, bây giờ mới nói và đòi lại. Tôi trích dẫn một ví dụ thế để lưu ý cái điều đầu tiên. Những ai đã dâng hiến đất, nhà và tài sản cho giáo hội không được phép đòi lại. Cái lưu ý thứ hai đó là cha xứ được bề trên giáo phận bổ nhiệm làm cha xứ trong nghi thức tuyên thệ nhận xứ thì có lời tuyên thệ sẽ gìn giữ tài sản tinh thần và vật chất. Cha xứ là cái người bảo tồn và gìn giữ, cha xứ không phải là sở hữu chủ, mà sở hữu chủ là bề trên địa phận. Cho nên cha xứ không có quyền bán đất, nhượng đất, mua đất, đổi đất nếu không có phép của bề trên. Cha xứ còn không có quyền, huống chi là mấy ông trùm thì càng không có quyền. Một vài nơi xảy ra vấn đề là những ông trùm hay ông chánh đã nhượng đất, mà ngay cả nhượng đất cho nhà dòng đều không được. Nhượng cho nhà dòng cũng không được, bất kỳ ông trùm, cha xứ không có quyền, và đương nhiên thì ông trùm càng không có quyền chuyện đó. Cho nên một vài nơi nhà nước người ta lấy đất, người ta lại kiếm cớ rằng thì ông trùm A, ông trùm B đã ký đất nhượng. Ông trùm không có quyền, làm sao ông trùm có quyền hiến đất được? Thế thì nay ông trùm này làm trùm hiến đất một phần, mai mấy năm sau ông khác làm trùm lại hiến vào một phần nữa, thì làm gì còn nhà thờ, làm gì còn nhà xứ, làm gì còn giáo hội. Đấy là cái lưu ý thứ hai, là kể cả cha xứ, kể cả hội đồng mục vụ giáo xứ đều không có quyền bán, đổi, chuyển nhượng hay là bất kỳ cái gì có liên quan. Cái lưu ý thứ ba tôi xin thưa với các tham dự viên, đó là ban xây dựng được thiết lập để tư vấn cho các cha. Vừa rồi chúng ta đã nghe nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà có những ý kiến thì phát biểu ở góc độ một người giáo dân, cho nên là cái nhìn nó cũng còn giới hạn. Có những hiện tượng mà vừa rồi một ý kiến nêu lên, đó là sau khi tòa giám mục đã duyệt cái bản thiết kế thì có nhiều cha hay là giáo dân không làm đúng bản thiết kế ấy. Là thiết kế thì làm một kiểu nhưng mà thực tế thì xây một kiểu.
có thể là vị trí, có thể là hình thức, có thể là đúng thiết kế, nhưng mà cũng có những trường hợp làm không đúng thiết kế. Chính vì thế mà ban xây dựng của Tổng giáo phận được thiết lập để tư vấn cho bề trên, và bề trên giáo phận mới là người ký quyết định và đề nghị xin các cha cũng như là các ông các bà giáo dân tôn trọng cái ý kiến của tòa giám mục và tôn trọng cái ý kiến của ban xây dựng, vì ban xây dựng có những nhà chuyên môn để khảo sát, nghiên cứu, xem xét và ra quyết định. Điều thứ 4, tôi xin thưa với các tham dự viên trong lĩnh vực xây dựng. Chúng ta tạ ơn Chúa có nhiều quý vị ân nhân rất quảng đại, có những người công đức nguyên một cái nhà thờ. Nhưng mà dù là cho cả một cái nhà thờ đi nữa, thì cái vị ân nhân đó không có quyền điều khiển cha xứ phải làm theo ý mình. Bởi vì vị ân nhân đó nhìn với góc độ người giáo dân, người đời. Vị ân nhân đó có thể đang sống ở Sài Gòn, các cái kiến trúc của nhà thờ trong Sài Gòn nó khác vì điều kiện thổ nhưỡng, về thời tiết, về văn hóa và về khung cảnh. Cho nên chúng tôi rất cảm ơn những vị ân nhân đã công đức để làm nhà thờ, làm tượng đài. Nhưng mà quý vị không thể nào lấy lý do ấy để mà điều khiển cha xứ được, hoặc là gạt cha xứ ra bên ngoài. Bởi vì chúng ta phải có cái cơ cấu trật tự trong giáo hội. Cha xứ là người trách chịu trách nhiệm trước mặt bề trên về cái công trình nhà thờ xây cất. Nếu mà khi sau khi xây cất nó có những điểm không hợp với lại nghệ thuật thánh hay là về kiến trúc, thì không ai phê phán cái người giúp tiền mà phê phán cha xứ. Cho nên cha xứ là cái người chịu trách nhiệm về kiến trúc, về chất lượng công trình. Tôi nói như thế không có nghĩa là vô ơn đối với các vị ân nhân. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất trân trọng và ghi ơn và cảm ơn cũng như cầu nguyện cho quý vị ân nhân. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái ranh giới và cái vị trí vai trò nhất định, và như thế thì công việc nó sẽ được tiến hành tốt đẹp. Một ý tưởng cuối cùng nữa, đó là tôi thấy một số các giáo xứ, Chúa ban cho giáo dân điều kiện kinh tế khá, cho nên họ xây tượng đài nhiều quá. Xây tượng đài nhiều quá. Trong khi đó có những giáo họ khác ở bên cạnh nghèo quá, đang xây nhà thờ long đong cả 7-8 năm nay không xây nổi nhà thờ. Phải chăng đức tin nói với chúng ta về tình bác ái, về sự chia sẻ, và chia sẻ giúp cho các cộng đoàn nghèo để họ hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ của họ, thì cũng là một cái chia sẻ rất có ý nghĩa. Tôi xin một lần nữa cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy, quý tham dự viên. Xin Chúa luôn luôn nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta. Xin cảm ơn.